Đàn ông có AI không muốn ngoại tình. Chắc chắn kiếp nào đó tôi và vợ tôi có học ở chùa, song vì tính ham thích của tôi, nên kiếp này phải trả giá. Mấy tôi có người vợ, và như là người huynh đệ dẫn tôi tới con người muốn tu tập giải thoát nên dần dần cũng quen mọi thứ ham thích của năm món ăn mà ai từ bỏ được như tiền bạc, danh vọng, sắc dục, ăn uống, và ngủ nghỉ. Ai mà chả thích các bạn à? Đàn ông đừng có ai tuyên bố là tôi không ngoại tình nhá. Chỉ là chưa có cơ hội hoặc chưa đến thời điểm thôi. Đàn ông mà, ông nào chả thích của là bằng tạ mì chính, đấy là các cụ vẫn bảo thế. Khi tôi chứng kiến thấy có gia đình đang hạnh phúc với nhau, ông ta cũng chẳng ngoại lệ, bà vợ xinh xắn nhỏ nhắn, mỏng mày, làm bác sĩ hẳn hoi, ăn nói nhẹ nhàng còn chức vụ trưởng khoa bệnh viện lớn nữa nhé. Ông bà có ba đứa con học giỏi, đều theo nghề mẹ. Con gái lớn dược sĩ mở cửa hàng thuốc Tây thuê vài nhân viên bán hàng. Thằng thứ hai học nha khoa lúc đầu mới ra trường làm cho phòng nha tư nhân sau rồi cũng mở được phòng mạch riêng. Thằng út học đa khoa nhưng thằng anh thấy nha khoa kiếm ăn được nên kéo thằng em về làm cùng. Cuộc sống kinh tế gia đình thuộc hàng khá giả. Ông cao to, đẹp trai tính thích bay nhảy, hơi văn nghệ sĩ. Ông làm nghề lái xe du lịch hay đi đây đi đó. Một lần đưa khách đi chùa Hương, và vận ngồi hàng nước chè, dăm ba câu chuyện ông tán đổ ngay cô bán hàng. Lúc đầu ông chỉ nghĩ tán dóc cho vui, nhưng sau khi tìm hiểu cô nàng chưa chồng thuộc hàng tồn kho, ông tặc lưỡi mất gì của bỏ, rồi ông ngoại tình. Nói về cô bồ của ông, không phải nàng ế vì xấu mà vì những năm còn xuân thì nàng có vài ba mối tình nhưng chả đâu vào đâu. Nàng cũng được, cao ráo, tóc dài, da ngăm ngăm bánh mật trông khỏe mạnh chắc chắn. Ông yêu nàng, ông yêu vợ, yêu cả hai. Nàng biết ông có vợ con đàng hoàng trên Hà Nội, nhưng vẫn chấp nhận để kiếm đứa con. Nàng ao ước có được một gia đình hoàn hảo như nhà ông, một người chồng như ông. Nên nàng lao vào ông điên cuồng mãnh liệt và kết quả nàng có thằng cu đạt, giống ông y tạc. Nàng mãn nguyện lắm, rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bà trưởng khoa biết, lúc đầu bà cũng đau khổ buồn bã lắm. Có nghĩ ra bao nhiêu lý do thuyết phục bà vẫn cô hiểu sao ông lại phản bội bà. Ông cắm lên đầu bà cái sừng. Ừ thì dân lái xe, chơi bời bóc bánh trả tiền đi một nhẽ, đằng này ông lại đa mang đèo bồng, có con riêng, mà lại là con trai nữa. Bao đêm mất ngủ, bà suy nghĩ đưa ra vài phương án. Một là bỏ quét ông đỡ cay đắng. Hai là ly thân trong yên lặng giấu các con. Ba là làm liều thuốc ngủ, ngủ luôn cho đỡ phải nghĩ nhiều, đỡ day dứt vì ai mà chả ghen. Bà ghen chứ, ghen lắm, bà hận ông. Bà có đến nỗi nào đâu mà ông cư xử tệ bạc với bà. Rồi một lần bà hỏi ông, tôi không thể chung chồng được, cho ông chọn một là tôi, hai là cô ta. Tôi không muốn cho cô kia mượn chồng lúc trẻ khi già rồi lại về tôi gánh nợ chăm sóc ông, như bao người đàn ông khác, cái liếp gương kia kìa. Một hồi lâu ông suy nghĩ, và tự ông nhớ lại, sao mình lại hư thân mất nết như vậy. Rồi các suy xét và hình ảnh lại nhớ lại trong những lần vào cuộc mây mưa, thì cô bồ ta họ trẻ hơn vợ mình tới gần 20 tuổi. Sức mạnh của khát khao cháy bỏng khi cô ta có gắng sức lấy, vét hết tinh dịch của tôi, khi cái miệng trên và dưới của cô ta chặt khít, làm thằng bé của tôi hết sức nhả đạn. Rồi cô ta sẵn xem các tư thế khiêu tình trong quấn quýt của phụ nữ làng chơi trên mạng internet, để thằng bé không trốn được với cảnh khi cái miệng cô ta mút kem chùn chụt miệng sáo của thằng bé, thì bố thằng bé sao chịu đựng được mà nhớ đến mình đang có lỗi tà dâm dục chứ. Sau trận mây mưa xong, cô ta lại lôi vào nhà tắm rửa và nhẹ nhàng lau rửa rất kỹ lưỡng cho thằng bé, chăm sóc như thế, dù súng có hết đạn, mà lòng súng lại dâng cao lên, lại muốn hành lạc. Có lần tôi bị choáng váng khi hoa cả mắt, khi hôm trước khi đi chuyến này xa, vợ tôi với linh tính lại vào vét bắt nộp thuế thu nhập cá nhân bao ngày không nộp. Vợ thì không có biết cách làm tình, mải công việc cơ quan, và gia đình, mà phụ nữ già rồi, là có bao giờ cô ta gợi tình khi ngủ chung trước đâu. Một người vợ thương chồng cô rất sợ chồng lái xe đi xa mệt mỏi là khó, mà các chất nhờn của vợ nó khô cạn, còn gọi là Pectolanh ấy chuyên giúp cho đẩy kinh nguyệt ra khỏi cơ thể hàng tháng, hay bôi trơn chu cho bạn gái khi có chất này phụt vào đáy cổ tử cung nó nóng hôi hổi cho cảm giác mãn nguyện của riêng phụ nữ, và như thằng bé của tôi. Mà chất ấy của vợ cạn khô nên thằng bé ra vào đầu rác. Ai ở hoàn cảnh ấy chắc chắn cũng hiệu ứng với thằng bé của mình, trên bảo dưới không nghe. Tôi cũng khéo tâm sự mấy anh bạn thân và góp ý cho tôi. Bao nhiêu người khi vợ chết, ông đi lấy vợ khác về ở chung rồi sinh ra bệnh chết sớm đó bạn. Nhưng rồi cũng nghĩ cảm thấy sợ và run. Rồi đến đêm sau tôi thốt lên là, ông chọn bà, ông quỳ xuống xin lỗi bà, rằng ông rất yêu bà chỉ là phút bốc đồng ông đã lạc lối. Giờ ông mong bà tha thứ. Bà là người có học, thông minh rất nhân hậu.
Bà nghĩ đến Cu Đạt con riêng của ông, là thấy tội tội, thấy thương ông, thương cả tình địch của bà. Cũng là phụ nữ cả thôi, nhẹ dạ tin vào miệng lưỡi đàn ông. Hãy mình có tính sắc dục mạnh mà không kìm hãm được, lại thích đủ thứ, nên cơ thể nó sinh ra tính thú vật mà. Cả hai đều là nạn nhân thói trăng hoa, thèm của lạ mà ra. Còn nàng, sau khi bị phát hiện mối tình sai trái, nàng tha Cu Đạt bỏ làng lên Hà Nội lập nghiệp. Nàng không chịu nổi ánh mắt dò xét khinh bỉ của dân làng và cũng muốn Cu Đạt có tương lai sáng sủa hơn. Mấy cây vàng dành dụm được sau những năm mở quán bán hàng, nàng mua được căn chung cư cũ 18m² là hết. Hai mẹ con nàng vui vẻ sống trong sự đùm bọc của hàng xóm láng giềng. Hàng ngày nàng dậy từ 2 giờ sáng đạp xe lên chợ Long Biên mua rau về gần nhà bán. Năm tháng trôi qua, Cu Đạt lớn đi học, ngoan, càng ngày càng đẹp trai giống bố. Nàng bằng lòng với cuộc sống hiện tại, vì không muốn phá vỡ hạnh phúc của ông nên nàng chọn cách ra đi, giấu kín tung tích, Cu Đạt là tất cả với nàng. Sau khi hứa với vợ chấm dứt quan hệ ngoài luồng, một mặt ông không dám liên lạc tò te gì với nàng, nhưng mặt khác vẫn muốn giúp đỡ nàng khoản tiền nuôi Cu Đạt. Bà vợ phần vì vẫn còn yêu ông, phần vì không muốn tan nhà nát cửa nên đành tha thứ lỗi lầm cho ông. Bà gọi ba đứa con về rồi thông báo là các con có một đứa em trai cùng cha khác mẹ, phải thương yêu đùm bọc nó. Các con bà lúc đầu nghe thấy thế dẫy nảy như đỉa phải vôi, chúng ngạc nhiên lắm, ơ kìa sao mẹ lại thế, lạ thế. Bà nhẹ nhàng kể cho các con về lần lạc lối của bố, rồi cô kia biết lỗi, bố và cô ấy không gặp nhau nữa, nhưng Cu Đạt nó không có tội, mẹ muốn các con thay bố hỏi thăm em. Nếu nó khó khăn thì giúp đỡ. Các con bà nghe bà, nể bà, thương bà, chúng về quê dò hỏi được địa chỉ rồi liên lạc được với nàng. Thỉnh thoảng ba đứa gửi tiền vào tài khoản cho nàng nuôi Cu Đạt ăn học. Giờ Cu Đạt ra trường đi làm rồi lấy vợ. Hôm đám cưới em Đạt ba anh chị là con của bố đến dự, bia rượu tưng bừng. Mặc nhiên ông không đến, ông sợ bà buồn. Mà có điều, bà và nàng hết đời này cũng không biết mặt nhau, nhưng cả hai đều biết nghĩ cho nhau. Ông rất nể bà có tôn trọng tình thương yêu và tha thứ cho người khác. Vì bà có đọc kinh Phật, học kỹ về đạo đức làm người cho tôi nghe, cùng đọc. Nếu con người mắc vào dâm dục là vì phạm năm chuẩn mực của đạo đức làm người, thì tự ta kiếp sau làm con vật nuôi chuyên đi làm con lợn réo phối giống, nếu mình thích cái cảm giác của tình dục kia mãi. Còn đàn bà, khi tình dục thì khoái cảm chút như nghiện cà phê, khi xong cuộc lại sợ có nhân, nào mua thuốc tránh thai, lỡ để có bầu khi lại hút phá thai là mắc nghiệp sát người, bao giờ đền tội, đừng nghĩ là đứa con của mình, nó tha thứ cho mình nhé. Còn khi vượt cạn, nó đâu dữ dội đến mức chết đi được để đẻ đứa con ra được. Chưa nói đến việc ăn thịt chúng sinh nữa, gieo trồng nhân ác độc đã ăn thịt chúng sanh rồi, lại vi phạm thêm tội tà dâm là chết. Mà tà dâm có tới 6 căn như, tà dâm bằng mắt, tà dâm bằng mũi, tà dâm bằng miệng, tà dâm bằng tai, tà dâm bằng thân, tà dâm bằng ý nghĩ, là hỏng mất rồi. Khi bà vợ tôi có mở trang dạy bảo của Sư Thích Thông Lạc có dạy. Hàng ngày các con cứ tái sinh ra con người và con vật suốt. Tôi cảm thấy càng sợ hơn, khi cuộc đời tôi có tới hàng vạn lần yêu bằng 6 động tác ấy, vậy ra một đời sống của con người có tình dục thì có biết bao đứa con của mình, nó không đủ duyên để người kia, vợ mình đẻ ra nó có nhân thiện ác với mình và đi tìm cha mẹ nó ở đâu cùng hành dâm cùng thời điểm ấy. Vậy thì chúng ta có biết bao nhiêu đứa con ta đang ở đâu, khi chúng ta đã gieo trồng nghiệp quả của thân hành, khẩu hành, ý hành, rồi quý bạn, vì thế tôi rất sợ hãi, vì làm tội cho biết bao nhiêu đứa con đang ở đâu đây, nó sướng hay khổ đây quý vị. Từ đó tôi lại yêu mến chuộc lại cái lỗi mình đã gieo quý vị. Tập ăn chay, ăn ngày một bữa cơm trưa ở bên gia đình và để cho cơ thể tự chữa lành. Mà sao bao nhiêu năm tôi vẫn lái xe tốt, nhiều hôm tôi về muốn động viên vợ của tôi về tình dục, mà cô ta cũng từ chối và bảo. Hai mình già rồi, mà cái thứ tình dục ấy, phải cố gắng sức ông sẽ khổ, còn phụ nữ chỉ có được nhận tinh dịch ấy, vẫn thích thú mãn nguyện xong tôi vẫn tác ý là luôn sơ học sắc ái làm khổ ông và tôi nó hư mất. Bà lại giải thích cho tôi nghe, khi mà tôi và ông đã xem kinh sách Nguyên Thủy, thầy Thích Thông Lạc có dạy. Một lần dâm dục là đã tạo ra một đứa con khác mất rồi đó ông. Muốn thoát khỏi luân hồi sanh tử hãy tôn trọng nhau để cho mình thanh tịnh ông nhé. Thế là ngôi nhà lại hết căng thẳng như xưa. Chắc chắn kiếp nào đó tôi và vợ tôi có học ở chùa, song vì tính ham thích của tôi, nên kiếp này phải trả giá. Mấy tôi có người vợ, và như là người huynh đệ dẫn tôi tới con người muốn tu tập giải thoát nên dần dần cũng quen mọi thứ ham thích của năm món ăn mà ai từ bỏ được như tiền bạc, danh vọng, sắc dục, ăn uống, và ngủ nghỉ, ai mà chả thích các bạn à. Qua câu chuyện trên,
Các quý độc giả có biết ai nằm trong hoàn cảnh của tôi không? Hãy chia sẻ cho các bạn là đàn ông, đàn bà xem có còn ai ham thích của lạ nữa không nhé. Sưu tầm và góp ý. Thích đồng lòng.